Một vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông. Hai ô tô va chạm trên quốc lộ 14, sau đó lao vào tông sập 3 nhà dân ven đường và làm 2 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay. Một xe tải khi đi đến chợ 312 thì va chạm với xe bán tải. Cả hai xe này cùng lao vào hàng loạt nhà dân bên đường. Hai xe trên đã lao thẳng vào nhà và làm hư hại nhiều tài sản của 4 hộ dân ven đường. Tại hiện trường, cửa kéo và tường nhà của một số hộ dân bị tông sập. Chiếc xe bán tải nằm lật ngang trước cửa một hộ dân, trong khi chiếc xe tải nằm gọn trong nhà một hộ dân khác. Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe của xe tải bị thương, phải đi cấp cứu.